Lê Văn Chiến, giám đốc VNPT Quảng Trị cùng các đồng chí lãnh đạo VNPT Quảng Trị. Kính thưa cô giáo Lê Thị Hương, tình nguyện viên giám đốc sở cùng các đồng chí lãnh đạo sở. Thưa toàn thể anh chị em tham gia buổi tiệc tổng kết liên hoan hôm nay. Thật là hạnh phúc. Hôm nay anh em câu lạc bộ Kinh Đức Giáo Dục Quảng Trị rất là phấn khởi được tham gia một cái giải lần thứ hai vào một cái thời điểm rất là quan trọng. Trong một ngày phải nói là thời tiết là hoàn toàn ủng hộ. Và chúng tôi nhận thấy giải lần này là đã được thành công trên cả 5 yếu tố. Thứ nhất là cái quy mô giải được mở rộng. Lần đầu tiên thì cái giải Philip của Giáo dục Quảng Trị có sự tham gia đầy đủ của tất cả các khối. Khối 1 là khối các cái cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Sở Giáo dục Đào tạo và các phòng giáo dục và đào tạo. Khối thứ hai đó là các đơn vị trường học, và lần này số lượng tham dự là đại diện tương đối là đầy đủ từ cấp mầm non cho đến cấp trung học phổ thông. Và đặc biệt so với giải lần 1 có một cái khối mới mà lần đầu tiên tham gia, đó là khối đại học và cao đẳng trên địa bàn có sự tham gia của vận động viên đến từ trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị. Một cái thành công lớn thứ hai của giải đó là cái lực lượng tham gia là đông đảo. So với giải lần 1 thì lần này là số lượng là vượt 2 vận động viên, trong đó đặc biệt là vận động viên nữ là số lượng là tăng đột biến, là có đến 8 vận động viên nữ và 22 vận động viên nam, chứng tỏ phong trào tập luyện tennis trong ngành là ngày càng mạnh mẽ và khởi sắc. Một cái thành công thứ ba đó là công tác tổ chức giải hết sức là chuyên nghiệp, được sự đồng hành và tài trợ của VNPT Quảng Trị và câu lạc bộ đã chủ động cho cái trận này là báo cáo ông chỉ là nửa năm rồi. Và đặc biệt là trong cái dịp mùng 2 tháng 9 vừa rồi là câu lạc bộ đã có cọ sát và tập dượt một cái giải giao lưu rất là thành công và tạo tiền đề cho cái giải lần này. Và cái công tác tổ chức phải nói rất là chú đáo, từ chuẩn bị sân bài, trang trí đồng phục cho đến khâu trọng tài rất là chuyên nghiệp, rất là chính xác, cho đến là việc điều hành giải phải nói rất là thành công. Một cái điểm mà thành công thứ tư đó là lực lượng cổ động viên phải nói rất là đông đảo và nhiệt tình ủng hộ cho giải. Lần này chúng tôi nhận thấy là không chỉ cả hai ngành giáo dục và VNPT mà chúng tôi còn thấy lực lượng đông đảo đến từ người thân của các cái vận động viên và cổ động viên tham gia đó, là nhiệt tình và ủng hộ. Đây là cái nguồn động viên rất là quý giá để giúp cho anh em vận động viên chúng tôi tự tin ở trên sân để có những cái đường bóng rất là đẹp. Và cái thành công cuối cùng đó là cái hệ quả của 4 cái yếu tố đây, đó là chất lượng giải rất là cao, càng vào sâu càng hấp dẫn và phải nói là có nhiều cái phá bóng gai cấn. Nhưng mà đồng lại ở cái tính chuyên nghiệp của cái giải này, chúng tôi nhận thấy đó là tinh thần rất là thể thao cao thượng, tính gắn kết của các đội và toàn đội toàn giải rất là cao, đặc biệt là tinh thần cống hiến trong cái giải đấu phải nói là anh em rất là quán triệt và thực hiện rất là tốt, và điều đó đã để lại nhiều cái phá bóng rất là đẹp. Và chúng tôi cũng có lo sợ sau cái giải lần này một số anh em là chuyển nghề nên giáo dục đó vốn là thiếu giáo viên rồi mà còn thiếu nữa thì rất là trầm trọng, cho nên là cùng nguy cơ cao. Rất là mong các thầy hết sức là bình tĩnh, đừng buồn nghe các cái tập đoàn vụ thế rồi bỏ nghề rất là sáng đánh chuyên nghiệp thì cũng rất là ảnh hưởng cho ngành. Và kính thưa toàn thể các chí, giải được tổ chức vào một cái thời điểm hết sức là đặc biệt. Một là toàn ngành và xã hội đã hướng tới ngày 20 tháng 11. Thứ hai đặc biệt hơn đó là hai ngành vừa tổng kết 5 năm việc ký kết những quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2023. Và cái giải lần này nó giống như một cái cột mốc, vừa là ghi nhận cái sự phối hợp rất là tốt đẹp và nhiều hiệu quả của hai ngành trong 5 năm qua, đồng thời là một cái dấu mốc để khởi động cho một cái giai đoạn hợp tác mới năm 2023-2028. Và đấy là một trong những cái sự kiện mà tôi có nghĩ là VNPT Quảng Trị một cái đối tác của ngành, nhưng mà cái chiến lược kinh doanh phải nói rất là rõ ràng và rất là hiệu quả.
đó là ngoài cái việc là tính toán đến cái lợi ích trong kinh doanh thì VNPT đã tính toán đến một cái lợi ích bền vững, đó là sự chăm sóc khách hàng và hỗ trợ các cái hoạt động của ngành giáo dục rất là tốt đẹp trong thời gian vừa qua. Chúng tôi kỳ vọng đấy cũng là một cái dấu mốc để VNPT tiếp tục đồng hành cùng với ngành giáo dục để thực hiện nhiều cái chiến lược xa hơn của ngành. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức giải, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo VNPT Quảng Trị, toàn thể cán bộ công nhân viên của VNPT Quảng Trị cũng như là tất cả các anh chị em trong ngành giáo dục và đào tạo đã có sự phối hợp đồng hành tham gia một cái giải rất là ý nghĩa vào một cái thời điểm rất là đặc biệt ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí chúng ta cùng nâng ly và chúng tôi sẽ hô 1, 2, 3 và cái cụm từ mà dùng sau đó là dùng từ lễ năm 2023 trên cúp VNPT Quảng Trị quy tụ số vận động viên đến từ cơ quan sở giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sau một ngày thi đấu diễn ra giữa các nội dung đôi nam hạng A, đôi nam hạng B và đôi nữ thì kết quả như sau. Tôi xin công bố giải và xin mời các vận động viên là theo thứ tự công bố sẽ lên sân khấu để nhận giải luôn. Nội dung thứ nhất là nội dung đôi nữ. Trời ơi, tiến sóc. Đây giải ba. Cô Hiền, Nguyễn Tất Thần, cô Thảo, Mầm Non Hướng Dương. Đồng giải ba là cô Thảo và cô Ly ở trường trung học phổ thông Thái Tùng. Xin mời hai cặp đôi đồng giải ba lên ở phía trên bục sân khấu để nhận giải. Và xin mời đồng chí Nguyễn Công Nguyên, thường vụ công đoàn VNPT Quảng Trị lên trao giải cho hai cặp đôi của vận động viên. Để chị đôi trước vé hả? Dạ em ơi. Mừng. Vui cho làm đẹp. Được rồi. Chị đôi ra. Bác xin chúng ta và cho một trang vào tay để cổ vũ cho hai cặp đôi lần đầu tiên. Ông Hà và xin mời đồng chí Còn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo lên trao giải nhì cho cặp đôi Ông Hà. Nhạc em. Vâng, xin chúc mừng cặp đôi Hồng và Hà. Xin cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc Võ Minh Ni. Được, có thể là quên chúc đấy. Để em gửi nhỏ nhé. Về giải nhất của đôi nữ, xin mời cô Hiền đến từ trường trung học phổ thông Bắc Hà và cô Nguyệt đến từ trường tiểu học Đông Lệ. Xin mời cặp đôi của cô Hiền, cô Nguyệt. Và xin mời Phó Giám đốc Mã Minh Phương và Giám đốc Lê Văn Tiến của VNPT Quảng Trị đến trao giải cho cặp đôi đạt giải nhất. Thank you.
Long xin chúc mừng cặp đôi vận động viên Hiền và Nguyễn. Cùng xin giới thiệu luôn là cặp đôi này là cặp đôi lớn tuổi nhất nhà. Đáng lẽ về phần giải nhì, xin xin đồng chí mời cặp đôi đồng chí Võ Văn Minh sở giáo đào tạo và đồng chí Tiến đến từ trường tiểu học Thanh. Và quý vị bạn trao giải xin mời đồng chí Lê Thị Hương, giám đốc sở giáo tạo, và đồng chí Nguyễn Văn Duệ, phó giám đốc VNTV Quảng Trị lên trao giải. Chưa đi. Vâng, cảm ơn. Và phần đáp giải xin mời đồng chí Lê Thị Hương, giám đốc sở giáo dục đào tạo, và đồng chí Lê Văn Chiến, giám đốc VNPT Quảng Trị xin lên trao giải. Chúc cậy. Vâng, xin chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng giải ba của đôi nam hàng A. Xin mời cặp đôi đồng chí Thanh đến từ sở giáo dục đào tạo Quảng Trị và đồng chí Quốc đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Phường 4. Về phần trao giải xin mời đồng chí Nguyễn Công Nguyên, thường vụ công đoàn VNPT Quảng Trị, và đồng chí Võ Văn Minh, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo, mời lên trao giải cho cặp đôi để ba. Xin chúc mừng cặp đôi đạt giải ba hàng A của giải câu lạc bộ. Mời trao giải xin mời đồng chí Mai Minh Phương, phó giám đốc sở giáo dục đào tạo Quảng Trị, và đồng chí Nguyễn Văn Duệ, phó giám đốc sở VNPT Quảng Trị. Và vận động viên Duy đến từ trường tiểu học Tham Nghi. Và xin mời lên trao giải là xin mời đồng chí Lê Thị Hương, giám đốc sở giáo dục đào tạo Quảng Trị, đồng chí Lê Văn Chiến, giám đốc VNPT Quảng Trị. Xin mời Chiến.
Vâng, xin chúc mừng cặp đôi đạt giải nhất đôi nam Hà Nam. Và xin cảm ơn phần trao quà của trao giải của đồng chí Lê Thị Hương và đồng chí Lê Văn Hiến. Xin mời toàn bộ tất cả các vận động viên có giải trong trận đấu ngày hôm nay lên ở phía trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ở trận đấu. Mẹ nhỏ con ấy. Lấy nước này. Thế này, nói đi, nói chúc mừng các bạn. Nói vài câu gì đó, chúc mừng. Vâng, xin chúc mừng các vận động viên đã đạt giải trong ngày hôm nay, giải chân vợt câu lạc bộ giáo dục.